Xin chào tất cả mọi người ạ. Tôi đi lắp rất là nhiều cái wifi rồi. Thì khách hàng thông thường khách hàng cũng hỏi tôi là một cái wifi chính như này ạ, thì nó có thể phát được bao nhiêu cái modem phụ? Thì cái video lần này thì tôi sẽ lắp tổng wifi sẽ là 5 cái wifi. Trong đấy là một cái wifi chính là wifi modem của Viettel và 4 wifi phụ nữa. Đây là cổng thứ nhất là cho wifi thứ nhất, cổng thứ hai cho wifi thứ hai, cổng thứ ba cho wifi thứ ba và cổng thứ tư cho wifi thứ tư, cộng thêm một cái wifi chính nữa là sẽ là có tổng là 5 cái wifi. Và sau đấy thì chúng ta sẽ test thử xem cái tốc độ đường truyền xem nó có ổn định hay không, và chúng ta hãy cùng xem video. Đây là cái wifi chính. Nó sẽ có bốn cái đường LAN ra. Bốn đường LAN này thì sẽ cho là bốn cái wifi phục. Nhất, từ thứ hai, từ thứ ba, từ một wifi LAN, hai wifi LAN, ba wifi LAN, bốn wifi LAN. Đầu tiên đây là cái wifi thứ nhất, wifi có tên là phòng 1, địa chỉ 192.168.0.1, mật khẩu 123456789. đây chúng ta sẽ cùng test này. Cài đặt wifi, nhập mật khẩu từ 1 2 3 4 5 6 7 9, kết nối và YouTube. Đấy, chạy rất nhanh. Dùng ok. Đi đến wifi thứ ba, đây là wifi phụ thứ hai. Con này có ghi là phòng 2 này, mật khẩu cũng là 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ta thử truy cập wifi xem. Đây là phòng 3. Bây giờ chúng ta sẽ đến wifi phụ thứ ba. Tổng bây giờ là 4 wifi rồi đó. Đây là wifi phụ thứ ba. Vâng, được rồi đấy bác. Thank you.
là phải file thứ tư cũng như là phải file cuối cùng, là tức là bốn wifi, bốn wifi LAN và tổng là 5 wifi. Như vậy là chúng ta có thể thấy được cả 5 cái wifi đều hoạt động rất là bình thường. Nếu như các bạn muốn cài một cái wifi LAN và các bạn cần hỗ trợ thì các bạn có thể vào Facebook của tôi cũng như Zalo hoặc là số điện thoại, tôi sẽ hỗ trợ các bạn. Và các bạn có thể comment ở bên dưới nếu như các bạn gặp vấn đề gì về cái internet, tôi sẽ trợ giúp cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem video.